Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết nối tiêu dùng. Hôm nay Thành xin thông báo với anh em một tin rất vui, đó là tập đoàn Stanley Black Decker, tập đoàn chủ quản của những thương hiệu ví dụ như là Black Decker, DeWalt hay là Stanley, đã quyết định kéo dài thời gian bảo hành của những dụng cụ điện cầm tay, không còn là 6 tháng như trước đây nữa mà lên lần lượt là 3 năm, 2 năm và 1 năm. Hãy xem cụ thể chương trình bảo hành này như thế nào nhé. Let's go. Chương trình này được bắt đầu chính thức vào ngày 1 tháng 9 năm 2019 vừa rồi, và kể từ ngày 1 tháng 9 trở đi thì tất cả các sản phẩm dụng cụ điện cầm tay của DeWalt được bảo hành 3 năm, Stanley sẽ được bảo hành 2 năm, Black Decker được bảo hành 1 năm. Còn đối với pin và sạc của các máy này thì bảo hành 1 năm. Đối với đồ nghề ví dụ như là kìm clay, mallet, tu vít, cắt này kia các thứ của Stanley thì được bảo hành suốt đời. Còn đối với những dụng cụ khác, ví dụ như là dụng cụ làm sạch, dụng cụ làm vườn, dụng cụ sử dụng ngoài trời thì vẫn được bảo hành chính hãng 1 năm. Tức là bây giờ chương trình thay vì là 6 tháng thì đã lên 1 năm hết. Chúng ta sẽ có 3 cách thức bảo hành. Cách thứ nhất đó là sử dụng phiếu bảo hành. Thì khi mua sản phẩm về, bên nhà bán hàng sẽ ghi cái phiếu bảo hành này cho anh em ha. Thì cách này thì thông thường rồi, ai cũng biết rồi. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ nhắn tin kết hoạt bảo hành. Thì cách làm như sau. Đối với cách này, các bạn sẽ kiểm tra cái tem chống hàng giả ở trên máy này ha. Sau đó các bạn cào cái lớp ở dưới ra. Rồi chúng ta sẽ dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp DAC cách mã cào. Mã cào là cái mã mà chúng ta vừa cào ra đây. A còng seri máy và gửi tới 6088. Cách này cũng sẽ giúp cho chúng ta kiểm tra được là máy này có phải là hàng chính hãng hay không. Ví dụ như cái máy này Thành đã nhắn tin và ở đây, đây nó trả về kết quả này ha. Đây. Thì nó trả về là cảm ơn quý khách đã mua hàng chính hãng. Sản phẩm đã được kích hoạt dịch vụ bảo hành thành công. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về số điện thoại để được hỗ trợ. Đó, 6088. Nếu như mà nó trả về như vậy thì chứng tỏ là máy của bạn là máy chính hãng ha. Và cách thứ ba đó là anh em sẽ dùng điện thoại. Chúng ta quét cái mã QR code ở trên tem chống giả này ha. Đây. Đó, nó hiện lên trang bảo hành.stanleyvietnam.com.vn. Chúng ta bấm vào trang web. Đó, ở đây nó sẽ có chỗ để chúng ta đăng ký bảo hành, tra cứu bảo hành. Các trạm bảo hành đó. Chúng ta bấm vô đăng ký bảo hành. Đây, ví dụ chúng ta đăng ký lần đầu thì chúng ta sẽ nhập họ tên, số điện thoại, email, tỉnh thành đó, sau đó lưu, tiếp tục. Và qua những trang sau thì chúng ta sẽ có cái chỗ để mà đăng ký số seri này kia các thứ. Chúng ta cứ thao tác theo ở trên app này là được ha. Và trong dịp này thì hãng cũng tung ra một chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn. Đó là nếu như anh em mua máy DeWalt, Stanley hoặc Black Decker, 100 người đầu tiên sẽ chắc chắn trúng phần quà của nhà sản xuất. Nhưng mà phần quà gì thì anh em sẽ tiến hành bốc thăm. Thì trong những phần quà đó thì sẽ có một cái máy cắt ở đây ha, DWE8100S, một cái máy khoan Stanley SDH600 550W, và rất là nhiều những phần quà khác, ví dụ như là clay, mallet, dao đọc giấy, thước, thước dây này kia, rất là nhiều của thương hiệu Stanley. Với một điều kiện duy nhất thôi, đó là mua hàng và kích hoạt bảo hành thành công. Sau đó check in ở kết nối tiêu dùng với các hashtag là DeWalt Việt Nam, Stanley Việt Nam và Black Decker Việt Nam. Post lên là anh em có cơ hội để mà nhận quà. Chắc chắn có cơ hội nhận quà. Chỉ là quà gì trong 100 phần quà thôi. Nếu may mắn sẽ nhận được những phần quà rất hấp dẫn như thế này. Rồi, cảm ơn em đã xem clip này. Nếu như anh em chưa subscribe kênh Kết nối tiêu dùng thì hãy subscribe kênh để mà không bỏ qua những video hấp dẫn sắp tới. Nếu như thấy video này hay thì hãy cho một like. Và anh em còn chờ gì nữa mà không sở hữu cho mình những chiếc máy rất hấp dẫn, bảo hành 3 năm, lên tới 3 năm. Rất là ngon lành đúng không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.